Con mẹ hiền nó không cắn, con mẹ hiền đó, nhưng mà mỗi lần mình làm nó đau mình cắn nha các bạn. Để bạn dùng cầm lên cho cũng xem kia cái mặt bụng nha. Này các bạn, bụng nó thế này, cái mặt bụng nó thì nó có mấy cái sọc trắng trắng nó nhòi nhòi à. Này các bạn thấy chưa, cái bụng nó có cái sọc trắng trắng. Nó sẽ bám vô nó nằm trên tay nè. Cái con rắn này thì mình thấy nó nằm ở ngay cái chỗ các bắp cào cào, mình thấy nó nằm im ghê đó luôn. Nó không có khởi động như nào, mà khởi động có chút xíu à. Cái mình chỗ này nó khởi động nè, cái người nó khởi động sợ rắn quá. Giống như mình cầm con rắn trên tay á, thì mẹ mình thấy là mẹ mình cũng sợ, mẹ mình cũng sợ rắn. Khi nhau thì mình nhau bỏ mẹ mình cũng sợ lắm. Có một cái thì mẹ mình sợ là rắn. Rắn hồi nhỏ thì mình không dám đâu, nó cắn á. Rắn hồi nhỏ nó cắn không dám đâu. Hồi nãy là tiếng ồn quá, không quay. Giờ mới quay. Lại tiếng rồi các bạn. Mình cho các bạn xem cái mình của nó. Xem một trong cái mình của nó. Đây nè, cái đuôi của nó bị đứt từ lâu rồi. Còn cái mình của nó thì cái đuôi nó không đứt. Mình nhớ bạn xem một cái dòng, một dòng của cái con rắn này nha. Mình xem cho các bạn xem cái miệng của nó. Nó là nhòi. Các bạn, mình cho bạn xem cái miệng đó nè. Đấy, các bạn thấy không? Sau khi mình xém lắm đau. Nhìn cái camera, các bạn. Mình biết sao sợ không bám được trong da, nó bám mà không thấy đâu. Nó bám đi giữa chỗ này nè.
được đấy. Xé nước các bạn, xé phần gắn này nước, xé phần gắn này nước này các bạn. Phần gắn này là phần gắn gắn gì đó mình quên tên, mình chỉ nói được gắn tên là gắn, lại quên tên rồi. Tên mình gắn roi nè. Nhớ bạn xem một dòng này, xem cái dầu, cái đầu này, cổ này, mình nè, bụng nè, đuôi nè, nè, mình đang ở nhà, không cắn đâu. Này các bạn, nên cắn này. Nè, cái con rùa nó bay bám một chi mấy mình bao, chỗ bám cầm vậy, nó bám một cái chỗ sát cái chỗ camera, nó bám vô. Còn con gái này thì nó hiện đó. Mình nuôi mấy tháng thôi mình thả, hôm qua mình thả cái phát không có đen rồi trường á. Gắn này rồi, gắn đúng rồi. Còn đây là cào cho nó ăn đi, cho nó ăn lần kỳ cào cào như thế. Phần này mình bắt một con dế, con dế mái, mình bắt một con dế mái không có chấm chấm, không phải dế mái không có chấm chấm. À, hai con thường lằn chạy dưới cái đồng hồ mẹ mình đó. Một con nha. Thử cho lên nó xem nó ăn thằng nào. Nãy các bạn cái con thằng lằn gần kết kìa, nó cách khoảng xa cái con thằng lằn á, nhón chân lên nè, mình nhón chân lên mình để con thắng này lên trên nè, cho nó với con thằng lằn đúng không? Không chưa nữa. Thôi không được thì thôi. Giờ mình ngồi xuống đứng ngoài mà tìm lên nè. Giờ mình cho mình xem cái con gái của mình. Cuốn cái người nó lại nè các bạn. Cuốn cái người nó lại nè. Cái màu xanh đó là xanh lá cây. Mình có chữ vệ sinh của nó. Mình cho mình xem cái chữ vệ sinh của nó lại nè. Nó nằm ở chỗ nè. Đầu nó như thế này, cái miệng nó nhỏ lắm. Nên mình cho mình xem con cá con này, mình chỉ cho nó đúng như cái tay mình rồi. Nó thanh nó nóng, nó buồn luôn. Nó uống như tay mình rồi. Nó uống như tay mình rồi các bạn. Nó buồn luôn. Mình không dám rửa ra, mình sợ nó ra cho nên không dám nhắm. Mà nó không rửa ra. Nó buồn luôn. Uống rất là buồn. À buồn rồi. Uống cái tay mình. Giờ lại uống nè các bạn.
có nhiều tên gọi lắm các bạn. Nói tên thì cũng được hết, mà một cái là không được nói là tên. Biết tên gì không? Mama. Tên mama là cái trong phòng kia kìa. Cái tên mama là cái trong phòng đó. Phòng kia này con cắn coi. Một tên nữa là cắn coi, không nói tên khác nữa. Mình đặt tên như này, tên là Pepsi. Ê, mình làm giúp mình. Đây rồi. Mình gắn nó lên rồi. Đây, mình sẽ lấy nó lên nha. Ui, nó là điểm bò. Cái chuyện này nè. Ui, nó bò đây này các bạn. Nó bò đây nè. Mình lấy nó ra nè. Nó bò đó. Đây nè. Nó đây nè. Mình biết cái này. Mình cho nó ngửa đầu nó lên. Ui. Các bạn muốn bắt con cá này bình thường, con cá này nó sống trên cây, nó sống dưới đất, nó sống trên cây, ban đêm thì nó đi kiếm ăn mà lộn, chứ còn ngày thì nó đi kiếm ăn mà. Rồi mình sẽ để cho mọi người xem nha. Nha, hồi nãy mình để lên chân nó chỉnh bò mặt mình. Chém bò mà nó đang nhìn vô cái camera. Nhìn vô cái camera. Mình đang nhìn cái bên bò này. Lắc cái đùi. Giờ mình sẽ để nó lên tay nha. Để xuống dưới đất nha các bạn. Mình nuôi cái này, mình nuôi con này cho nó quen, mình nói nó thả đi. Mình nuôi con này cho nó quen, mình nói thả. Mình nuôi con này cho nó quen, mình mới thả các bạn ơi. Nó làm cái gì các bạn? Nó làm cái gì á? Ui, nó nứt 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 bỏ cái cây chụp hình của mình. Ba mình ra nói chuyện với cái người đó kìa.
cái bà mới
các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha, đăng ký kênh của mình để theo dõi cái video của mình nha.